Những bí mật chưa từng tiết lộ về trùm giang hồ Nam Cam. Kỳ 9. Ông trùm của những ông trùm. Trên con đường băng băng lên ngôi ông trùm của những ông trùm, Nam Cam bằng những thủ đoạn mưu ma trước quỷ của mình đã không khó khăn để quy tụ giang hồ tứ chiến. Bằng những thủ đoạn tinh vi và chiêu trò ma mảnh, Nam Cam đã thâu tóm được một số những cán bộ biến chất trong ngành công an và báo chí để lách luật một cách an toàn. Khi đã tạo được những lá chắn cho các hoạt động phi pháp của mình, Nam Cam không ngừng vươn rộng vòi bạch tuộc, chiêu nạp đàn em, thâu tóm dần các đầu mối làm ăn béo bở, hái ra tiền thời đó. Con trai đại ca thay không khuất phục ông trùm. Trên con đường trở thành thủ lĩnh thế giới ngầm Sài Gòn, Nam Cam thu phục hàng loạt những tên giang hồ tứ chiến từ Nam chí Bắc để làm tay chân cho mình. Những gã giang hồ chấp nhận ăn cơm chúa múa tối ngày thì sẽ có đất được ông trùm dụng võ. Đổi lại, nếu không khuất phục thì lẽ thường sẽ ngay lập tức bị thanh lọc. Giang hồ Sài Gòn vẫn còn nhớ chuyện Nam Cam sai con rể của mình là Hiệp Phò Mã phải thường xuyên đi thăm nuôi Lộc Lì, con trai của đại ca thay, đang thụ án tại trại giam Xuyên Mộc, Đồng Nai, trước khi Lộc chuẩn bị mãn hạn tù. Nam Cam toan tính, Lộc Lì với bản lĩnh, gan lì số 1 như cha, khi trở về sẽ hữu dụng trong việc động dao động thớt. Quả thật, khi Lộc mãn hạn tù, Nam Cam gửi gắm gã cho một tay trùm cá độ bóng đá tên là Bửu. Bửu mua cho Lộc chiếc Sousibor mới cáu cạnh và giúp gã giang hồ con nhà nòi này tiền để mua một cơ ngơi nho nhỏ ở quận 8 để mở quán cà phê. Nhưng đáp lại, Lộc chỉ tỏ thái độ thờ ơ trước những lần Nam Cam ngỏ lời động tay giao kiếm. Nam Cam giận tái mặt, hằn học. Y cho rằng sau 20 năm Lộc Lì thụ án ở trại giam Xuyên Mộc thì bản lĩnh của đứa con giang hồ nòi này đã khô máu, mất dần bản lĩnh của mình rồi chăng? Vậy nhưng Nam Cam đã hoàn toàn đánh giá sai về Lộc Lì. Ngoài dòng máu giang hồ do cha truyền lại, Lộc Lì còn có bản chất mã thượng, cho nên rất khinh bỉ việc Nam Cam cộng tác với công an để triệt tiêu giang hồ. Vì thế, Lộc Lì tìm đủ mọi cách để tránh xa quan hệ với Nam Cam nhằm tránh phiền toái ân oán giang hồ. Còn Nam Cam, khi thấy thái độ bất phục tùng của Lộc Lì, y bèn tìm cách loại bỏ kẻ xa cơ này khi có cơ hội. Nhưng một lần Lộc đến quán bar Hoàng Hôn uống được vài tuần rượu, đâm ra cáu kỉnh. Gã vốn không ưa gì Kim Anh, nhân tình của Nam Cam, vì người đàn bà này lúc nào cũng ra vẻ đàn chị đối với gã. Lộc cà khịa. Khi cơn bực bội lên đến đỉnh điểm, gã đập ly rượu xuống nền nhà. Kim Anh thì dọa sẽ gọi anh Năm đến. Lộc Lì hất hàm. Cái gì? Bộ chỉ tưởng giữa hơi thằng già đó là tôi sợ sao? Chị cứ kêu ra đây, tôi bẻ cổ luôn cho coi. Nhận được cú điện thoại của Kim Anh, Nam Cam rung lên bần bật vì giận dữ. Y ra lệnh cho đàn em xử Lộc tại trận. Lộc thoát chết trong gang tấc. Đến khi vào viện chữa thương thì Hiệp Phò Mã vào thăm với gói tiền trên tay và nụ cười khó hiểu. Ông già nói tôi đem 20 triệu này đến cho bạn để lo tiền thuốc. Ông già dặn tôi nói với bạn một điều, là giang hồ mà có số má thì đi tìm coi ai đó trả nợ ăn oán, chứ đừng thưa gửi gì đâm ra mang tiếng. Nói đến đây, Hiệp Phò Mã nhún vai rồi ra về. Lộc lặng người vì tức. Gã đã hiểu vì sao và ai đã chủ mưu chém mình. Hắn chỉ là một hạt sạn nhỏ, không đủ cản con đường đưa Nam Cam trở thành ông trùm của những ông trùm. Bình Kiểm, gã giang hồ mới nổi. Thời đó,
Gã giang hồ có cái tên đáng chú ý nhất là Phạm Đức Bình, tức Bình Kiểm, mới là kẻ khiến cho Nam Cam vài lần thoát vía. So với các tay anh chị khác, Bình Kiểm không vai u thịt bắp mà nhỏ con, chỉ hơn 1m60, hay nở nụ cười hiếp cả đôi mắt một mí, chứ không lạnh tanh như các đồng nghiệp. Bình Kiểm sinh năm 1970 trong gia đình có truyền thống cách mạng ở Quảng Ninh. Từ nhỏ đã ưa quậy phá và bị đuổi học lúc trình độ mới đủ xóa mù chữ. Theo gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. 18 tuổi, Bình đi nghĩa vụ quân sự nhờ thế lực của gia đình. Gã được chuyển về công tác tại kiểm soát quân sự thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên Bình Kiểm ra đời từ đây. Bình Kiểm có sở thích là sưu tập súng. Đi đâu, y cũng dắt theo kè kè một trong hai khẩu rulo. Trong bộ sưu tập đồ chơi của Bình Kiểm, giang hồ ngán nhất là khẩu shotgun, loại súng săn bắn voi cũng phải chết. Khẩu súng này có một lai lịch khá ly kỳ và bi thảm. Thập niên 1990, ở phường 11, quận 10, có một người đàn ông tên là Chinh bị bán thân bất toại và cụt một bàn tay. Tuy tàn phế, nhưng nhân vật này lại được nhiều giang hồ biết tên biết mặt, bởi vì ông ta là một chuyên gia sửa chữa, lắp ráp và độ súng đạn. Sau nhiều lần giúp sửa chữa súng săn, ông Chinh đã trở thành bạn của bố Bình Kiểm. Không biết tay chuyên gia này kiếm đâu ra được một khẩu shotgun đã cũ và mấy hộp đạn. Muốn lên đạn thì phải tay cầm bán súng, tay cầm ốp nòng thục mạnh. Sửa chữa xong, khi thử súng, do cục tay không tự lên đạn được, ông Chinh đã nhờ và hướng dẫn bà vợ, nhưng súng cướp cò bắn nát ổ bụng người vợ xấu số của ông. Vợ chết, ông Chinh bán ngay khẩu súng oan gia khi Bình Kiểm tới hỏi mua ít lâu sau đó. Bản chất lưu manh trong Bình Kiểm được bộc lộ khi hắn có điều kiện giao du tiếp xúc với đám giang hồ xài thành sau khi xuất ngũ vào năm 1991. Có súng, y bắt đầu thu nạp những tên đầu gấu đắc bắc và học tập cách làm giàu của thế giới ngầm địa phương. Đầu tư mở sòng bài, cho vay nặng lãi. Sòng lớn đầu tiên y thành lập nằm trên đường 3 tháng 2, quận 10. Mỗi con bạc tham gia phải đặt tiền sau 1 triệu đồng. Khi thủng túi, họ vay lại y với lãi 15% và tài sản thế chấp là giấy tờ nhà và giấy nợ cùng với điều luật cắt gân đứa nào chơi quỵt. Bằng những mối quan hệ đặc biệt để bảo vệ an toàn cho sòng bài của mình trước các cơ quan chức năng, Bình thu hút ngày càng nhiều những con bạc đến sòng. Nhờ cơ sở kinh tài này, băng của Bình ngày càng mạnh và bắt đầu có những hoạt động gây tiếng vang trong giới giang hồ. Đã có thời gian, Bình Kiểm phải đi cải tạo tại trại giam Tống Lê Chân, Bình Phước. Chỉ được 2 tháng, Bình Kiểm lại trở về tiếp tục điều hành băng nhóm của mình. Có lần, công an thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh truy nã Bình Kiểm về hành vi đánh bạc. Y bị bắt, hầu tòa với hai tội, tổ chức đánh bạc và trốn khỏi nơi giam giữ, với mức án tổng cộng 12 tháng tù giam. Nhưng không lâu sau, y lại ngân ngang ngoài đường và tổ chức tiếp nhiều sòng bạc ở quận 1, quận 3 và quận 10 để lấy tiền sâu. Ngoài đám đàn em gốc Bắc ở Quảng Ninh, Bình Kiểm câu kết thêm với một trùm cờ bạc hoạt động độc lập để duy trì hệ thống tín dụng đen của mình. Y tiếp tục cầm đầu đám lau la gốc Hải Phòng, Quảng Ninh thuộc hàng dữ dằn, trong đó có tên em ruột của Tấn Kiểm, tức Phạm Đức Tuấn, cũng từng tham gia kiểm soát quân sự như Bình. Có dưới tay dân chơi Hải Phòng, Quảng Ninh vốn nổi tiếng sẵn sàng xài hàng nóng, cho nên chẳng tên tội phạm nào có đầu óc ở thành phố Hồ Chí Minh lại dại dột gây gỗ với anh em nhà Bình Kiểm, đành mặc kệ cho gã giang hồ gốc Bắc lên sao lên nút. Hết phần chính. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi series Những bí mật chưa từng tiết lộ về trùm giang hồ Nam Cam kỳ tiếp theo.
vào 21 giờ các ngày thứ ba và thứ bảy hàng tuần tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người. Người đọc: Ý Trần.